Chưa, bật công tắc mà. Ủa mà có ba thầy trộm nhậu à. Vâng. Đi tới năm lâu. Rồi gì vậy? Dạ. Đấy, ra đây. Xong rồi chính mang vô. Không có đá đây con. Đá đâu? Dạ, tô đá bên phải vậy thôi. Con lấy đá mồi không thầy? Dạ. Có lấy đá mồi không? Có, cô bắt đá mà. Đâu rồi? Mà thầy hỏi con lấy đá mồi không? Không cần đâu thầy. Nóng dầu đầy bụng. Lấy đá mồi không? Không, không được ra đâu thầy. Chạy nó chạy hơn. Rồi, giờ mình lên cái đi cho nó bẻ coi. Giờ nào cũng chết, nước rồi, thấy không? Giúp. Theo em ơi. Cái không? Anh ăn cho em. Đủ má cua bia cho đó mày. Nè, đây. Chúc mừng năm mới. Chúc mừng năm mới rồi anh em ạ. Học cố gắng ra nào mở tiệm nha. Em nhanh cái tay lên. Làm thoải mái con, thầy mua mồi nhiều lắm, khỏi lo. Nãy mày đuổi thằng áo về đủ mới là không sợ lo gì đó, đâu thiếu gì đâu. Áo mà đuổi mới dựng hơn mà đuổi mới là thua. Cây này phải tưới tầm này mới đúng, 6 giờ nó mới không bị nắng. Cho lên ly luôn anh, lên bia luôn đi anh. Ừ, thằng nào lấy ly cam lên nè. Dạ. Ai lấy ly cam lên nè. Lấy này quăng ra hay quăng ly bên à. Ly cam này đâu có quăng ra đâu. Còn đủ quý rồi. Ly cam nó rượu mới uống tới mai chưa hết đá nữa, chưa ra đá nữa. À lấy ly hồng nha. Lấy hồng thêm. Lấy hồng thêm. Rồi, nhậu đi. Rồi. Mình chơi lẹ đi. Nhậu đi. Vô suối. Trời nó sâu cái gì, con đổ nước vô chưa? Đổ thôi tay, vô đấy. Xong chưa? Giờ này thôi. Cái gì? Mấy này rõ vậy. Ngân con, ngân đây, ngân đây. Ngân ăn nè. Đó, đây là một buổi sinh hoạt của thầy trò. Sau giờ học. Hôm nay như mình nghỉ học hơi sớm đúng không? 5 giờ mấy nghỉ à? 5 giờ mấy nghỉ à? Dậy đi cho nó khỏe.
nếu có nhậu gì. Thầy thiện uống ha. Tổ chức rồi thằng Tiến nè, sẵn đi chung với ông trong chuyện đi chung luôn.
nào ta. Quê chán lắm, quê tới giờ này là thăm nữa. Thăm 5 giờ thấy không? Thăm 1 giờ này, giờ là đi đồng bình mấy giờ. Chứ Kiên Giang là tiền đồng bình. Tối lại bắt đầu đồng gì hết chúng ta. Chứ cái này do mới dùng sâu mà do mới dùng mấy cái con cơ đồng bình. Sớm mà đi chùa á thầy, là người này thấy một người thì để ý con nói á, mua vé chứ, người này trước chứ, ôi sao bà đó có đi ngồi trước đây kia nọ, là nó khác. Còn cái này là chùa đó là nó dọn đi mua vé để ngồi dạ. Xe tôi lên muốn ngồi cái này, còn cái này là đủ dạ. Là từ thiện là phát tâm. Dạ. Có nghĩa là 50 người đó là con sẽ phát tâm vô, cái người đứng ra tổ chức là người ta phải đủ đó là có dư đức lãnh, dư, đúng không? Nhưng mà đậu nói trong đó là mình đóng góp, ví dụ như nó đóng hiện vật đó thì đậu nói là con mua hiện vật thằng là người ta mua vậy à, dạy cũng thử đồ tờ báo anh như tiền đó rồi phải qua bả này đậu mới đi là bả không dám nói cho tao, nhưng mà mỗi lần về tao thấy đậu có bó 30 triệu đó. Mình là đi tốn về bao anh đi sao về anh xô cho mấy cái bằng á gì giá tiền cái đó đóng góp nhiều hiểu không? Giờ ba đi á, đóng góp tôi xin nhất còn mấy bạn bả tên bả kìa, 22 triệu 30 triệu. Kẻ lắm cũng phải cùng mấy triệu, mà thôi với cái chuyện đó mình không cấm nữa, không lành. Muốn nghe mùi rơm cái cho đủ.
gom này trái lên đây cũng không sao, trên đây trái cũng sao, nó đâu có lên gì đâu. Con vừa xuống dưới, con dưng dưới, ta nói
mang thùng mình nói rồi này nọ, nhưng mà tôi xuống dạo xuống tôi không biết là đâu có thể xuống dưới này cho lương thực, tôi thầy dắt cho ngân hàng làm thẻ mình xuống vô xuống trước thì xuống tôi thầy sớm tôi nói đừng có cho, nếu mà anh mang xuống này anh cho là nó chửi đó, cho tiền để nhận nhưng mà cho lương thực là xuống chửi đó, tại nó nói tại vì nhiều người cho quá rồi hiểu không. Thầy nghe vậy thầy quay xe cái mới đi lại cái chỗ mà anh hay cung lịch á, thì nó dắt đi thầy, mỗi cái địa phương nó sẽ có nhiều cái đồ cái thằng làm cho thầy, ví dụ con liên lợi đó là nó dắt đi nó làm để nó lấy hình ảnh và nó kêu gọi thấy không, xuống tôi nói nhưng mà thầy nói dắt nó đúng nha, mình tự nguyện rồi nó dắt thầy xuống 50 triệu, dắt thầy xuống thôi 5 bánh đờ, thay vì thầy làm cho thẻ đi 50 triệu đúng không, thầy chưa giờ đủ quá chưa đợi cái hội thì thầy nên dắt cho thầy 5 bánh đờ, chắc thầy đến 5 bánh đờ mà thầy tốn 70 triệu. Biết bây giờ sao, vô một cái gia đình kia hai người bệnh, một người là 10 triệu, hai người 20 triệu, số mấy mảnh khác là đủ mới 10 triệu đúng không. Cái hội nó lên khủng luôn á, không thể mày cứ thầy đi hoài luôn, xưa thầy đi nhiều dễ dầu mấy ông theo dõi mà quốc cường thấy tôi đi nhiều thầy nói là ngày tay này coi mấy cái clip của thầy rồi dắt đứng theo là thầy khuya rồi đi phát tận tay tận tay tận tay tận tay hết lên uống cà phê dừng mệt quá là dừng lại chỗ uống cà phê ăn uống chờ tối là mới cho ăn uống nhậu đi về bắt đầu là thầy chờ đồ có lỗi vô nhậu trước đã đến giờ không biết thầy những giờ YouTube cấp lúc lướt lướt cái luôn thấy thầy tôi thấy thầy xong đồ xong rồi luôn cái tiệm này gái rồi mới về ngủ mất tiêu rồi video này gửi riêng cho con Ngân với Ngáo ha. Đúng không, no không con? No ha, thầy cũng no luôn. À, uống giùm Ngáo luôn. Video này gửi riêng cho anh Ngáo nha, anh Ngáo với này chị Ngân nha. Ừ, hai anh chị không đi không ăn nhậu rồi mừng quá chừng. No luôn. Mai thấy video này giận luôn á. Thiện. Giận luôn á con. Giận á. Nó giận á. Hai đứa học trò nó giận luôn. Rồi cái phần của thằng Ngáo là Thiện á, Thêm nó ăn hết trơn rồi. Thêm ăn hộ rồi. Thêm ăn hộ rồi, Thêm ăn khỏe ghê luôn á thiệt á. Đang có bọc men về luôn à Ngáo ơi. Thêm hôm nay về ăn cố.